và gam giải. Ở trên gam rê trưởng thì chúng ta sẽ được yêu cầu chơi từng tay 2 quãng 8, tốc độ 63. Đối với gam rê trưởng thì chúng ta sẽ đặt nốt rê ngón 1, nốt pha thăng ngón 2, nốt la ngón 3, sau đó chúng ta luồn tay ngón 1, 2, 3 và kết là 5. Còn tay trái thì chúng ta sẽ đặt ngón 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1 và sau đó chúng ta quay ngược trở lại. Bây giờ cô Hoàng Vân sẽ thực hành từng tay với tay phải trước, tay trái sau nhé.